Cái này bỏ qua mình rồi rồi chứ. rồi 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 Thì bây giờ mình cần rồi cái rồi tay trái đó, ok ok thấy ok không? ok làm lại Khi, nha. đó em hát đó, dạy cho anh đó, Dạ khoảng khoảng em dạy cho anh đó. Khi này đó em thích em nói là dạ la đúng là tức là cái chữ đó, hát chữ đó, ví dụ như dạ đó. Rồi 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 em hiểu ý anh rồi. Thì rồi mình mới biết đổi, rồi ok, ví dụ tại vì như cái lên xuống đô là lại mình chưa có biết dạ dạ đó, rồi phải ví dụ nói như cho là nên đổi. cái chữ này ngân nấm thương la, ngân nấm thương la một bóng hình la luôn nha, Rồi ngân nấm thương hoài một bóng hình la, rồi nó qua la bảy, lại qua la bảy quá chưa, giờ bây giờ nè chuẩn bị này, tình đã phai rồi không có nhạt qua mì tâm tư thương hoài ngàn mi phiêu này, tưng 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 đấy, anh nhấc tay lên này, nhấc tay lên này để cho nó hết hết phiêu cái, ví dụ đây phiêu cái là nhấc tay lên này, nhưng hoài ngàn năm đấy như bóng như trống á, như trống câu câu mà có phiêu để mình vô á. Hết dạ chết thì được, dạ dạ rồi đó, hết chết được mà ok dạ, giống cũng giống vậy luôn, nước mắt đàn ông không rơi từng là, rồi qua dẫn qua la bài nha, nước mắt đàn la bảy la bảy, nước mắt đàn la chôn sâu trong rề 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 đúng rồi, ôm rề vẫn tươi là người đi mãi sao không nói mi bảy, rồi ta về đây ta ra ta. Đến đây là mình chuyển câu. Em đi la trường la bảy. Cái đó có app rồi, có app Apple nó biết rồi. Ừ đấy. Có re đề mà. Quá son. Con à? Quá son trường. Đúng rồi. Muốn mình anh về đó. Đâu trường. Đâu đâu đâu. Oh, sorry. Qua pha nha. Khi đã phai khi nào lòng cô rê hãy qua mi ngàn mi thương mi phiêu này, tình yêu lá thương xin người hãy cho rê những câu son mộng ngược qua đó. Đúng rồi. Lời gian phai xin trừ người tối ra trong cuộc mì bài nha, trong cuộc mì anh nhận lỗi về chủ âm xong. Giờ là mình đã hết một bài và đây là mấy cái phần gian tấu khó nhất, là cái phần mà đệm nó theo khó lắm. Thế là nhiều mấy khi cái mình muốn màu mình biết á là mình để mình nói cho kiên biết rồi qua bên kia khỏi thắc mắc. Dạ. Nói la mình bấm được, mà Dạ. mình phải nhìn nó. Dạ. Bây Được giờ không? dạ. Tắt tắt này. Rồi mình phải nhìn dạ. nó. Dạ. Em kêu anh bấm chỗ nào anh bấm, anh Dạ. biết. Dạ. Nhưng mà khi mình nghe thì Biết một hơi chút thôi, tại vì mình nhớ phải không? Dạ. Không, tại vì mình với cái khó mình không có bấm được. Đây, ví dụ bài đang hát Bấm này, đây mình đánh được à? Mình đón đầu nó. Mình phải học đón đầu nó. Đó mình ví dụ nó hát ví dụ cái chữ đó, chữ nó hát này. Bật rồi hết câu này qua rồi hậu âm rồi qua này, đón đầu mình trong cái đầu mình đã, ví dụ nó đến đây là mi mình đánh đón đầu nó là đến tiếp theo là son bảy, hoặc đến tiếp theo là đô trưởng. Thì bây giờ anh mở cái app mà lấy cái iPad lên, anh kiếm cái chữ ví dụ như xin lỗi tình yêu hợp âm thì nó sẽ có cái hợp âm cho anh luôn. Mình có trong phone mình có sẵn. Dạ thì đó mình nhìn khi mình nhìn được rồi mình dục cái phone nó đi, mình đứng nhìn nữa rồi mình hãy nghe đó, cái bài hạ đàm vị nhân hát đó thì nửa ở đâu đó đó đến cái nút đó em đã đoán được là cái hợp âm thứ tiếp theo, em không cần biết cái hợp âm gì hết, cái quan trọng cái đó quan, đó mình cần không cái cần đó biết cái hợp âm gì mà mình đoán được đó là thứ trường hay major hay bảy hay là dim hay là treo hay giảm nữa, thì đó là cái mà tiếp theo nó, cái nó yêu cầu mình phải có một thời gian mình ngắm đó. Đúng rồi, ví dụ bài bolero cực kỳ dễ, đúng rồi dạ. Ví dụ như Đàm Vĩnh Hưng hát bài đó là mình phải mò tông được này, em nói sơ về phần mò tông. Ok.